Ok, chào bạn, mình là Tùng. Bây giờ mình sẽ chia sẻ một số cái kinh nghiệm về kinh nghiệm và nội dung của buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2015 ha. Mình sẽ chia sẻ một số nội dung và kinh nghiệm. Hôm nay thì mình phỏng vấn ở cơ sở Đà Nẵng, nói chung là phỏng vấn cũng tương đối tốt và cũng bình thường. Thì mình xin đi vào vấn đề chính luôn. Thì khi mà bạn vào cái phòng phỏng vấn thì bạn sẽ gặp hai người, hai thầy. Có thể là một thầy một cô hoặc là có thể hai thầy, nhưng mà khả năng hai thầy là cao hơn. Mình thì mình thích hai thầy hơn. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Ok, mình sẽ nói về cái vấn đề chính. Thì thầy cô sẽ đặt những câu hỏi như thế nào? Thì ban đầu cái câu hỏi thứ nhất á chính là đặt về em sẽ cho em 2 phút để nói về hoàn cảnh cá nhân, bản thân mình như thế nào, những cái thành tích học tập và điều kiện hoàn cảnh gia đình như thế nào. Câu thứ hai đó chính là cái câu hỏi về chuyên ngành của bạn, có nghĩa là bạn đã làm được những gì và định hướng trong tương lai của bạn là như thế nào. Câu hỏi thứ ba là câu hỏi về đối lập, về so sánh, có nghĩa so sánh như thế nào, có nghĩa là bạn hãy so sánh về đại khái là về so sánh, mình sẽ nói cụ thể hơn trong cái phần sau nha. Rồi cái câu hỏi thứ tư là về trong tương lai của bạn như thế nào, rồi hoạt động nhóm như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ nói chi tiết về cái cách trả lời từng phần mà cá nhân mình nghĩ là nó sẽ là tốt. Câu thứ nhất thì bạn trả lời, thì bạn sẽ trả lời về nội dung cũng bình thường thôi các bạn. Nói chung nhưng mà bạn có thể trình bày 5 tới 7 phút, không nhất thiết phải là 2 phút. Tại vì 2 phút không thể nào trình bày được về cái cuộc đời gia đình bạn, hoàn cảnh gia đình bạn được, không thể nào. Đó. Nhưng mà cái nội dung bạn quan trọng cho mình những cái chú ý sau. Thứ nhất là về những cái thách thức mà bạn trong cái vấn đề mà bạn trong học tập là như thế nào, và bạn vượt qua những cái thách thức này như thế nào, và nếu như hoàn cảnh gia đình của bạn á là thuộc diện khó khăn á, có nghĩa là diện khó khăn á, thì bạn nên nói mặc dù á là gia đình em khó khăn nhưng mà em vẫn rất là hiếu học, em muốn thoát khỏi cảnh nghèo, em muốn đưa gia đình đi lên một cái gia đình tri thức nào đó. Thì mình thí dụ như vậy đó, có nghĩa là bạn nội dung bạn phải tăng nó lên một bậc để thể hiện cái sự đam mê và cái sự hiếu học của các bạn như thế nào. Bạn có thể chém ở phần này nhưng mà chém ở mức độ vừa phải, có nghĩa là chém ở mức độ mình nghĩ là bản thân mình có thể làm được đó. Rồi xong, tiếp theo là cái cách trình bày của bạn. Cái cách trình bày của bạn á, các bạn phải thu hút thầy cô. Nếu như bạn trình bày một cái nội dung nhàm chán á, thì thầy cô rất là khó nghe. Mà cái biểu hiện của sự khó nghe đó chính là gì? Đó chính là ngồi im như thế này, ngồi im đó các bạn. Còn nếu như mà thầy cô thích nghe và hiểu những gì bạn nói, thầy cô nha, và thầy cô sẽ cười với bạn khi mà bạn nói, thì đó chính là thể hiện một cái sự là thích thích bạn rồi đó. Nếu như mà thầy cô cười bạn là thầy cô thích bạn rồi đó. Đó là bước thành công là 30% trong cái buổi phỏng vấn rồi đó. Nếu như cái lần mở đầu như vậy mà thầy cô cười thì chắc chắn bạn 30% buổi phỏng vấn thành công rồi đó. Tiếp theo là cái phần trình bày của bạn. Các bạn trình bày á, các bạn tự tin lên, các bạn đừng có bao giờ mà rụt rè hết á. Bạn cứ ngồi im, bạn nói dạ thưa thầy, em tên là Tùng, em đến từ Quảng Ngãi và bây giờ thì như bla thì không, tuyệt đối không trình bày như vậy. Bạn phải tự tin lên và cái giọng điệu của bạn á, bạn phải lên xuống thì mới thu hút người nghe được. Chứ cũng giống như một bài hát á, bạn hát đều, bài hát hát đều thì không thể hay được. Nó phải lên xuống trầm bổng gì đó. Thì khi bạn trình bày cho một người nào nghe, bạn cũng phải lên xuống trầm bổng để thu hút người nghe. Đó là những cái cách mà mình đã học được khi mà mình đi thi thuyết trình ở một số cái cuộc thi nào đó. Thì đây là cái kinh nghiệm cá nhân của mình nghĩ là nó sẽ tốt cho các bạn thôi. Và tiếp theo là cái cách trình bày, mình chia sẻ một số luôn nha. Cái kinh nghiệm, cái cách trình bày có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là khi nói bạn nên sử dụng cái cách quay tay. Tại sao? Tại sao phải quay tay? Quay tay có nghĩa là khi bạn quay tay á là bạn sẽ thu hút người nghe vào cái tay của mình và tạo ra một cái sự thu hút nhất định về cái cách phong cách chuyên nghiệp của bạn. Các bạn thấy là như những người mà chuyên về thuyết trình á, khi họ thuyết trình họ không bao giờ bọc tay vô túi cả mà họ phải sử dụng cái tay. Tại vì sao? Khi bạn sử dụng cái tay á thì nó kiểu giống như nó kích thích cái sự suy nghĩ của bạn cho những cái câu nói tiếp theo, và khi mà bạn đang dần suy nghĩ á, thì cái tay này nó hoạt động á, nó làm cho bạn đỡ run hơn để bạn có thể suy nghĩ dễ dàng hơn. Thì đó là một trong những cái kinh nghiệm của mình. Mình nói tiếp là khi bạn trình bày nội dung á thì giống như á, bạn đang hướng dẫn thầy cô đang đi vào một cái con đường do chính mình xây dựng. Và bạn chỉ cái con đường này em làm nên và em xây dựng nên những cái chi tiết này đó, thầy thấy không? Nó có sự khác biệt rất là nhiều với những cái con đường mà thầy đã đi. Bạn phải nói rõ được cái điều đó, tại vì đó chính là cái điểm nhấn của cá nhân bạn. Tới đây bạn đã hoàn thành 50%.
Và câu thứ hai là gì nhỉ? Câu thứ hai đó chính là về câu về định hướng trong tương lai. Định hướng trong tương lai thì bạn có thể trình bày, các bạn có thể chém ở mức độ cao cấp hơn. Bạn có thể nói là trong tương lai em muốn thành lập công ty này nọ, nhưng mà các bạn đừng có nói một cách viển vông như vậy. Bạn phải nói như thế nào? Bạn phải nói là ban đầu em sẽ đi làm nhân viên, sau khi mà làm nhân viên thì em sẽ có một số ý tưởng đóng góp cho công ty, và từ đó em xin ban giám đốc và cho em thành lập một công ty riêng, và sau đó cho em có cổ phần để em phát triển công ty. Thì bạn phải nói rõ ràng là chiến lược bạn lập công ty như thế nào, chứ không phải là bạn vô bạn nói là dạ em muốn sau này em muốn làm giám đốc. Giám đốc cái gì? Bạn không nói rõ, không được. Bạn phải nói rõ bạn lên cái chức giám đốc như thế nào, làm như thế nào để bạn làm được cái điều đó, đúng không? Và câu tiếp theo là cái câu chuyên ngành của bạn. Cái câu chuyên ngành của bạn á, thì rõ ràng bạn nắm được rồi, mình không nói cái điều đó, đúng không? Nhưng mà trước khi bạn bán thì bạn nên nắm vững một số cái kiến thức về chuyên ngành của bạn. Tại vì mình thấy có rất nhiều bạn không trả lời được. Như quản trị kinh doanh á, thì nó sẽ có những câu hỏi về thị trường mua bán như thế nào chẳng hạn đó, thì nó sẽ có những cái câu hỏi đó. Vì cái ngành kỹ thuật của mình á, thì đặt câu hỏi là nói chung là những câu hỏi về kỹ thuật á, mình nghĩ là mỗi bạn sẽ có một cái cách trả lời riêng. Tại vì nó về chuyên ngành, nếu như bạn đã đam mê tìm hiểu về cái vấn đề đó thì mình nghĩ bạn sẽ nắm bắt được những cái vấn đề đó. Ok, câu tiếp theo là cái câu về so sánh. So sánh như thế nào? Có nghĩa mình định nêu luôn cái câu hỏi mà thầy đã hỏi mình, anh giám đốc FPT đã hỏi mình. Có nghĩa là em nghĩ đó là hiện nay á, là em có bao giờ nghĩ là em có thể xây dựng một cái phần mềm tìm kiếm mà có thể đánh bại Google hay không? Đối lập ở đây, đối lập về mình xây dựng cái đóng đánh bại một cái hệ thống có sẵn, rồi là được gọi, theo mình nghĩ là được gọi là đối lập, thì tất nhiên mình trả lời là không thể nào. Nhưng mà bạn nói không thể nào nó quá là đơn giản đi, bạn đang hạ thấp trên bản thân mình đó. Tại sao bạn nói bạn không thể làm, nhưng mà bạn phải nói thêm là nhiều người khác cũng không thể làm, chứ không phải là chỉ một mình bạn không thể làm, đúng không? Có nghĩa là mình đang nâng tầm của mình lên, là như mọi người cũng có nhiều kỹ sư khác, công ty khác lớn cũng không làm được, mà mình mới ấy mà sao mình làm được được. Bạn phải nói cái điều đó, chứ bạn nói bạn không làm được, không được, bạn mới nói không làm được, và rất nhiều người không được làm được, rất nhiều công ty cũng không làm được điều đó. Bạn phải nêu ví dụ như chẳng hạn như là Bing của Microsoft làm sao bằng Google được về cái chất lượng tìm kiếm nội dung, không thể nào bằng. Thứ hai, cốc cốc tuyên bố đánh bại Google, tuy nhiên cái trình duyệt của nó vẫn sử dụng cái mã nguồn Chromium của nó, thằng Google đó, các bạn thấy đó. Thì các bạn có thể, để cách trả lời của bạn là bạn phải nêu ra những cái ví dụ để chứng minh được đó. Thì cái phần thứ tư quan trọng là cái cách ví dụ của bạn. Rồi tiếp theo là cái phần về định hướng tương lai, hồi nãy mình nói rồi đúng không? Rồi cái việc tiếp theo là cái câu hỏi mà mình nghĩ là ai cũng sẽ hỏi cái câu này: nếu như mà em không có học bổng thì em có học hay không? Thì tất nhiên thì với cá nhân mình nghĩ đó là không. Cho dù mình có học bổng tín dụng cũng sẽ không học cái, không học FPT. Tại sao? Bởi vì một năm bạn học hết học kỳ của nó 300 triệu, mà bạn ra trường bạn phải làm đến 7-8 năm mới có 300 triệu, thì nó rất là áp lực cho bạn. Làm sao mà các bạn lập nghiệp và bạn xây dựng công ty được, trong khi 7-8 năm mà xây dựng trả nợ thì không thể nào. Cho nên là các bạn, cái câu hỏi đó bạn nên trả lời thành thật. Nếu không có thì không học. Và không học thì bạn phải nói rõ luôn như thế nào không học, như thế nào, để bạn chứng minh là mình là một con người là có khả năng. Có nghĩa là FPT phải cấp học bổng cho mình học. Còn nếu như họ không cấp, giống như là họ đánh mất đi một cái nguồn, là mình nói đánh mất đi một viên ngọc mà họ đang sở hữu trong tay vậy đó. Có nghĩa là bạn đang nâng tầm giá trị của bạn lên với trường đại học FPT. Thì một cái điều đó là mình nghĩ rất là quan trọng. Mặc dù là giá trị của mình không phải như vậy, nhưng mà mình phải nâng tầm lên. Ở trong video này thì bây giờ 9 phút rồi, thì mình xin kết thúc video tại đây. Và chúc các bạn phỏng vấn tốt ha. Mình nghĩ với những cái nội dung như thế này thì sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Đúng không? Mình nghĩ như vậy ha. Chúc bạn phỏng vấn tốt, và hy vọng các bạn đừng có gạch đá mình. Cảm ơn bạn.